sao ngu thế nhỉ? Tao biết vì sao mày không hiểu luôn rồi đấy. Ừ, vì sao? Vì mày làm gì ở với bố mẹ mày? Cái thằng này, mày nói cái gì đấy? Mà này, có cậu làm bài văn về nhà cô giao chưa? Vâng vậy, bài tập về nhà. À tao làm rồi, mẹ tao vừa về nhà vắt mẹ tao dí vào phòng làm luôn. Bài tập về nhà chị ạ? Bài tập của giời ơi, tao bảo mà mẹ ăn cho nó lắm vào, bây giờ mỡ nó dồn lên não rồi không nhớ cái gì đúng không? Bài tập tả bố tả mẹ mình đấy. Ôi giời mẹ, xong rồi, chứ tao không nhắc là mày cũng quen luôn đấy à? Mai đọc bài. Mai đọc rồi. Cầm cầm, tôi về làm, tôi về làm. Ngay mình còn đỡ ra nhá. Bây giờ biết làm sao nhỉ? Cái này sao ta? Bây giờ phải cầu cứu anh Tượng. Cái gì đây? Trời ơi, may quá anh Tượng đang ở ngoài sân. Nhanh lên anh. Nhớ bảo ơi. Giúp em, giúp em. Cái mày cứ cuống cuồng cái gì đây hả? Lại phá hoại cái gì à? Không phải, cái này em không hề phá một tí nào luôn. Cái này là anh phải giúp em thật đây này, anh nhìn này. Anh không giúp em là không ai giúp được em hết. Làm sao? Anh đọc đi. Đây này. Anh thấy chưa? Anh giúp em đi anh. Có thể là mày không nhớ một chút nào về bố mẹ à hả? Nhớ thì nhớ, thì nhớ ít ít thôi chứ. Nhớ kỷ niệm ít ít thôi, bây giờ nó cũng lâu lắm rồi còn gì nữa mà nhớ hết được. Cầm lấy. Bố là một người rất tốt, con người khá là cân đối, rất là khỏe mạnh. Và đặc biệt là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Rồi. Mẹ là một người rất hiền. Mỗi khi bố mắng, mẹ luôn là người bênh vực anh em mình. Và rất đảm đang và hiền lành nữa. Tiếp anh, tiếp đọc tiếp. Hiền lành đảm đang này. Thế chứ mày. Như thế này thì làm sao mà ra một bài văn được anh? Cái tao gợi ý như thế này rồi mà mày vẫn chưa hiểu à? Hay là tao viết ra từng chữ nữa? Nhưng mà cái đấy là suy nghĩ của anh, không phải suy nghĩ của em đâu. Mà em không phải là anh đâu mà em viết ra được. Mà không ấy thì thôi. Anh giúp em này, anh viết hộ em cái bài này đi chứ em. Thế tao mãi kiếm tiền cho mày đi học làm cái gì hả? Thế không làm cho em thì thôi. Thôi được rồi, vào học đi nhá. Để anh mày đi kiếm ít sắn ít dừa. Về tao nấu cháo sắn cho mày ăn. Mà nhớ đi đâu đóng cửa lại nghe chưa? Về sớm ăn đấy. Quỳnh Anh ơi! Không biết là nó đi ăn ngô về chưa nhở? Sao thế? Để lại cho người ta 6 hạt ngô rồi còn tìm người ta làm cái gì? Các bạn này, bây giờ mày giúp tao đi cái bài này khó lắm. Mày phải giúp tao, tao không làm được. Đấy, mới cho nhau tí hạt ngô đã qua đòi trả công rồi. Ừ, để nói thật đấy, bây giờ nha, cho tớ đi xong rồi tí nữa sang nhà tớ cho ăn chè sắn anh Tượng nấu. Ui, anh Tượng nấu chè sắn á? Ừ, này, cái thời tiết lạnh lạnh như này nhưng mà ăn một cốc chè sắn phải gọi là tuyệt vời hơn cái khi mà nắm tay người yêu. Lớp đời, mới tí tuổi đầu mà làm như cái gì cũng biết đấy. Còn gì nữa, vào lấy cho tớ mượn nha. Với cái kinh nghiệm mà chép bài lâu nay của tớ là tớ sẽ lọc ra những cái ý chính, xong đấy là tớ sẽ viết thành một bài văn mà hay hơn cả bài văn của cậu luôn. Rồi, đợi tao tí. Nhanh lên cậu ơi. Lâu thế Quỳnh Anh ơi. Này, báo lắm đấy nha. Tao là tao kiếm mày nhất đấy. Để tớ xem nào. Quỳnh Anh ơi. Sao? Tớ mới đọc sơ sơ qua thôi nhá. Mà tớ cảm thấy là cái bài này nó không giống bố tớ tí nào. Thì đương nhiên rồi, đây là bố tao mà, sao mà giống được. Thế bây giờ phải làm sao? Sao? Hay là bây giờ cậu thử đi tham khảo một thử một vài người xem. Ví dụ như Kiệt này. Cậu nói có lý đấy, không thì bây giờ tớ với cậu sang nhà Kiệt nhá. Mình đi tham khảo luôn. Ừ, đi. Okay. Kiệt ơi, Kiệt! Kiệt ơi! Tớ bảo này nhanh. Mà sao làm cái gì mà chạy qua nhà tao như ăn cướp vậy, la làng lấy đấy. Này, tao bảo này. Ừ. Thế cậu cũng muốn ăn chè sắn không? Ui, lại được không à? Ừ, đi. Thế thì bây giờ cậu cho tao biết là cái bài văn đấy là cậu viết như thế nào? Cái bài văn. Tao biết ngay. Mày qua đây là một là nhờ vả tao, hai là bắt đầu. À sao nó không được thôi bà. Được. Tao cho mày xem ngay. Rồi. Mà không biết tao vứt đâu ấy. Thôi để tao đọc nhá. Tao đọc cho mày nhá. Tao tả mẹ tao nhá. Ừ. Thì mẹ tao là một người
tính tình ấy thì có bố tao chịu được thôi, chứ còn cả làng này không ai chịu được. Ừ. À, về cái ngoại hình mẹ tao nhá, thì đúng là chỉ có mình bố tao nhìn được thôi, do tao không bị tao cũng thi thoảng tao vẫn nhìn và vẫn khen mẹ tao thôi. Mẹ tao còn một tính cách rất đặc biệt và một câu hỏi cực kỳ đặc biệt nữa. Mày biết là gì không? Không. Mẹ tao luôn trả lời những câu hỏi cực kỳ hóc búa. Khi mà tao hỏi mẹ tao ấy, con xin phép qua nhà Lâm chơi được không mẹ? Mẹ tao trả lời gì mày biết không? Không. Mày đi được mày đi luôn đi. À. Thế thì theo mày là có nên đi không? Đấy mẹ tao chỉ có thế thôi. Thế thôi. Mà thế thôi. À thế đấy là mày tán mẹ mày xong chưa? Xong rồi. Thế thôi hả? Có thế thôi. Trông nó cứ lạ lạ làm sao ấy nhỉ? Lạ. Mày liên thiên đúng không? Tao biết ngay mà tao không nên tin văn vào mày. Mày làm không được cái gì hết. Còn hơn cái mặt mày không biết được cái chữ nào nhờ tao sang đây lại còn nói cái giọng đấy à? Thôi. Nói chung ấy mình chỉ nói ý chính và bao quát đấy thôi. Ý chính bao quát. Nói chung ý chính bao quát. Ừ. Là sao? Là kiểu như là mình chỉ bao quát cái ý ấy thôi. Không cần nói chính xác tỉ mỉ từng ly từng tí một. Ừ. Ok. Ừ. Này là như thế nào là tao vẫn chưa hiểu này. Ê, mày không hiểu đúng không? Thì khi mà mày gặp cái đề nào ấy về liên quan tả bố tả mẹ gì đúng không? Ừ. Phải chém bừa. Cứ chém bừa vào thôi. Kiểu gì ít mà được 5 điểm. Ý là như này. Khi mà mình gặp một bài văn tả về bố hoặc mẹ, mình chỉ nói bao quát chung chung về cái tính cách hoặc là những khuyết điểm bên ngoài. Chẳng hạn như này nhá. Bố cậu hay thả bom lung tung đúng không? Bây giờ cậu sẽ nói là bố mẹ cậu gặp một số vấn đề về đường tiêu hóa. Ok, hiểu không? À vẫn chưa hiểu lắm. Nói chung là các cậu nói như thế thì tớ vẫn chưa hiểu. Nó cứ dối dối làm sao. Sao ngu thế nhỉ? Tao biết vì sao mày không hiểu luôn rồi đấy. Ừ vì sao? Vì mày làm gì ở với bố mẹ mày? Thằng này, mày nói cái gì đấy? Tao nói cái gì đấy hả? Tao nói đúng thôi mà. My ơi. Này, nhìn sắn này ngon phết đấy. Sắn nhà tôi nó phải khác. Vô tội hơi cứng. Cũng rồi bạn không biết làm thôi. Nó không biết làm. Này. Mày làm sao đấy hả? Cái con này hỏi còn không thèm nói nữa. Thôi mà My, thằng Kiệt nó không có ý gì đâu. Mày nói gì với thằng này? Thì My, thì tao cũng biết lỗi rồi, tao xin lỗi đi. Mày ý tao cũng có gì đâu. Mày khó quá thì bây giờ mày chém bừa vào văn cái gì đâu mà. Thôi được rồi, mấy đứa mày chơi với nhau thì bỏ qua đi. Suốt ngày giận dỗi thôi. Con này không có mồm à? Không biết trả lời à? Mày My ơi. Lão quá lão. Mày lão đâu? Ơi, làm cái gì mà cứ mặt sưng mày xỉa ra chồng. Mà cháu mặt sưng mày xỉa thì kệ cháu đi. Mà cháu sang đây làm cái gì? Tao là người mang chắn cho thằng Tượng nấu chè đấy nha. Mà chúng mày làm cái gì mà nó khóc này hả? Bình thường nhá, cái con này nha, nó như đàn ông, nó đánh nó còn chẳng khóc cơ mà. Tôi bảo ai là đàn ông hả? Thì cháu bảo nó là không có bố mẹ nên là không bao giờ làm cái bài văn tả bố tả mẹ đâu. Sao mày lại nói như thế hả? Sao mày đàn ông con trai mày vô duyên đấy? Mày không nói được cái gì hay hơn à? Hả? Chè sắn nóng hổi đến đây. Này cái gì đây? Thằng này láo này. Đây rồi. Thơm của anh trai của em mới mười đến mông ấy nhưng. Trời xe lại như này nhá mà có bát chè sắn ăn thì không còn gì bằng. Chứ còn gì nữa. Rồi, nào thưởng thức đi nào. Nào, mỗi người một bát. Này, bát của bạn đây. Đây. Chơi em. Mỗi người một bát. Này. Đấy. Ngon quá.
không được. Anh. Sao? Còn nhức cái nách luôn này. Trời ơi. Tuyệt vời. Chính là con này nó có cái phúc ghê nhỉ. Có ông anh trai vừa nấu ăn ngon vừa biết kiếm tiền. Còn gì bằng đấy nhỉ. Chú ơi, người ta bảo ấy là phải kiếp trước là phải sống gọi là sống tốt, quá tốt thì kiếp này mới được làm em gái của anh Tượng đấy. Thôi mày im đi, mày để tao ăn nốt bát chè không tao nghẹn nhá. Nói phát nghẹn này. Mà mày ăn xong thì vào học đi nhá. Mà không học được thì tao đọc trong và viết. Nhìn cái gì nữa mà nhìn. Hay mà tao có gì à? À không không. Ăn đi. Này vào. Này, mà ăn một miếng rồi nuốt miếng này. Nghĩa ơi. Ôi, cái con này sao lại nằm ở đây? Ở nhà, anh Tượng không chỉ là một người anh trai mà còn như một người bố, người mẹ của em. Nên bài văn này em sẽ giới thiệu về anh Tượng, người anh trai tuyệt vời nhất của em. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi tập phim của chúng mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một comment, một like, một subscribe. Yeah.